tới đền thờ để cầu nguyện vào cuối tuần, cô gái trẻ bất ngờ bị linh hồn quỷ dữ tấn công đến nguy kịch. Vừa qua tại Nhật Bản, một đoạn video gây sốc trên khắp các trang mạng xã hội khiến ai nấy đều hoang mang sợ hãi. Theo lời kể của người đăng video thì được biết người quay là chồng của nạn nhân. Thời gian gần đây, vợ anh liên tục cảm thấy cơ thể thì mệt mỏi, tâm hồn thì bất an, nên họ đã quyết định sẽ tới một ngôi miếu trên núi để cầu nguyện. Theo dõi đoạn video, mọi chuyện diễn ra khá bình thường. Cặp đôi trẻ đã cầu nguyện tại một ngôi đền nhỏ và sẽ tới một ngôi đền khác để làm lễ cúng bái. Thì bất ngờ phía sau cô gái xuất hiện một người nào đó đang đưa tay ra chuẩn bị bóp cổ cô. Nhưng nó đã ngay lập tức biến mất và dường như chỉ có người chồng chứng kiến được điều đáng sợ vừa rồi. Ngay sau đó, sức khỏe người vợ trở nên yếu dần, cô ngồi gục xuống, ho liên tục một cách đau đớn và trên da nổi lên những vết bầm khắp cơ thể rồi ngất liệm đi. Đoạn video đã kết thúc ngay lúc đó, người chồng lập tức đưa vợ mình tới bệnh viện để kiểm tra và tới giờ vẫn chưa có thêm bất cứ thông tin gì về tình trạng của cô gái. Sau khi xem hết đoạn video trên, đa số người xem không giấu nổi sự kinh ngạc, sợ hãi trước những gì vừa chứng kiến. Họ cho rằng tình trạng sức khỏe không tốt và tinh thần bất an của cô chắc chắn do một linh hồn ác quỷ gây ra. Việc đôi vợ chồng trẻ cố gắng tới ngôi miếu để cầu nguyện và xua đuổi tà ma đã khiến nó trở nên giận dữ tấn công cô gái. Đến nay, sự việc trên vẫn đang là chủ đề được cư dân mạng bàn tán xôn xao. Còn các bạn có suy nghĩ gì về đoạn video trên? Liệu cô gái đó có thực sự bị quỷ ám hay không? Đừng quên để lại bình luận xuống phía bên dưới cho mình biết với nha!